Hello anh em nhé. Hôm nay thì bên shop mình có thanh lý một số các cái sản phẩm này. Đó, này có một cái lô pin 18650 rất là đẹp. Hàng tháo khối nha, còn mới 99% luôn. Chút nữa mình sẽ có máy đo rồi mình test lượng chất lượng pin cho anh em xem nhé. Rồi có cả cai inox này, cai inox giữ nhiệt, uống bia các thứ là ok này. Hàng này của bên mình là hàng tuyển chọn nhá, ít chảy xước đây. Anh em có thấy là ngoại hình rất đẹp nhá. Chút nữa thì mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Ngoài ra thì còn có rất nhiều sản phẩm khác nha. Giá hôm nay nó sẽ là tốt nhất trong các cái video trước đây. Hôm nay sẽ là giá tốt nhất nha. Và cái video này thì mình sẽ giới thiệu sản phẩm và báo giá công khai cho anh em ở bên kênh phụ nha. Kênh phụ của mình. Và cái đường link của kênh thì mình sẽ để ở dưới mô tả video và ở trên màn hình nhá, ngay khi kết thúc cái video này. Hẹn gặp lại anh em bên kênh phụ nhá. Anh em bấm vào đường link và sang đó xem báo giá cũng như là ủng hộ cái kênh mới của mình nhé.